không? Cái thứ hai là nó tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm và như thế nào? Thì hôm nay thì mình có làm một cái gọi là tụ bù tiết kiệm điện. Và mình đầu tiên thì muốn nói một câu là khẳng định là có. Nhưng mà nó khoảng độ 50% và thậm chí là không được. Với thứ hai là nó chỉ có phù hợp với sử dụng với nhà nghèo, còn với nhà giàu thì lại không cần thiết. Nhưng mà mình nói ở đây là có một cái ý khác. Đầu tiên thì mình sẽ làm một cái cho các bạn xem luôn và sẽ thử nghiệm các thứ luôn. Trước đây thì đặc biệt là những cái anh mà thợ điện tử á, những bạn thợ điện tử và những người mà mang cái tính gọi là hiểu biết, bởi vì càng hiểu biết thì người ta lại càng có một cái lập trường và cái chủ kiến của người ta rất là tốt. Và mình cũng như các bạn thôi, cũng sẽ suy nghĩ như sau: năng lượng thì sẽ không bao giờ tái tạo ra được hết. Một khi mà năng lượng nó đã đi qua công tơ, năng lượng đi qua công tơ và đã chui qua ra khỏi công tơ, đường sau công tơ, thì các bác có xử lý thế nào thì nó cũng đã chui qua công tơ rồi, và năng lượng nó cũng không thể tái tạo lên. Tức là năng lượng không thể sinh ra mà chỉ có mất đi mà thôi. Dù có làm cách gì, dù có làm cách gì, kiểu gì, đấu điện trở hay là các cái kiểu gì đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ có mất đi mà thôi. Tuy nhiên thì điều này vẫn có thể, và vẫn có thể xảy ra, và điều kia vẫn có thể xảy ra. Bởi vì là cái điện khi nó đi qua công tơ thì các bạn cứ tưởng tượng như sau. Các bạn cứ tưởng tượng như là điện là những hạt thóc và những hạt lúa. Và những hạt thóc và hạt lúa đó, nếu các bạn đựng vào trong một cái kho, sau rồi cứ mỗi bữa ăn các bạn lại lấy ra một vài bò và các bạn nấu. Một cái kho thóc to như vậy mà các bạn chỉ lấy có vài bò các bạn nấu thôi, bữa nào các bạn cũng lấy cái kho thóc thì quá to, mà các bạn lấy có vài bò các bạn nấu thì nó sẽ có xảy ra cái tình trạng là rơi vãi. Thay vì các bạn lấy từng bò, từng cân gạo như vậy, thì các bạn lấy hẳn lấy một chục cân, đựng ra một cái thùng nhỏ, sau đó thì các bạn lấy ra để nấu cơm thì nó sẽ đỡ bị rơi vãi hơn rất là nhiều. Đó là cái kiểu như là tiết kiệm điện, cái kiểu như vậy. Nhưng mà ở đây mình nói về cái chuyện là tại sao mà nhà giàu lại không cần. Không phải là vì người ta thừa tiền mà nhà nghèo lại cần. Bởi vì một cái nguyên lý đơn giản là tụ bù, nó sẽ khi dòng điện đi qua, đi vào cái thiết bị hoạt động, và cái thiết bị đó bắt đầu hoạt động, thì nó sẽ dòng điện luôn luôn biến đổi, thay đổi và nhấp nháy. Vì thế mà người ta sinh ra một cái tụ. Mỗi khi mà cái dòng điện nó thiếu thì cái tụ đó sẽ bù vào những cái chỗ thiếu hụt để cho cái dòng điện nó được ổn định hơn. Nhưng mà nếu không có tụ thì lúc nào nó cũng lấy tại công tơ, còn có tụ thì nó sẽ, cái tụ đó nó sẽ bù vào những cái chỗ, mọi chỗ mà cái dòng điện nó hoạt động nhấp nháy cũng như là thiếu hụt. Và khi mà những cái thiết bị máy móc, đặc biệt là motor, nó đã cũ rồi thì nó sẽ có nhiều cái nó hoạt động không ổn định. Khi mà nó đã không hoạt động ổn định thì lúc này phải sinh ra cái tụ bù đó thì để nó ổn định cho cái motor nó hoạt động chưa kỳ hơn. Chính vì thế cho nên là với những motor cũ, các loại motor cũ, máy giặt cũ, biến áp cũ,
thì trục bù lại có cái cực kỳ phát sinh tác dụng như mình đã đo đấy. Từ 3A nó tụt phát xuống còn có 2A, chiều 2A là bởi vì cái motor nó cũ. Khi mình không lắp tụ bù vào thì nó là hốc 3A, nhưng mà khi nó có tụ bù vào thì là hốc 2A thôi. Như vậy là nó đi xuống hẳn 1A. Cho nên là nó sẽ quá tác dụng với những cái đồ cũ. Nó sẽ có tác dụng với những cái đồ cũ. Còn với cái đồ mới thì hoàn toàn vô dụng. Đó là lý do tại sao mình nói là nhà giàu không cần mà nhà nghèo lại cần. Bởi vì nhà nghèo thì dùng đồ cũ, đồ để lâu rồi, dùng lâu. Còn nhà giàu thì người ta dùng đồ mới, đồ xịn thì không cần tụ bù. Mà nếu như đồ mới, đồ xịn mà còn lắp thêm tụ bù còn tốn điện hơn nữa, chứ không phải là không tốn hơn. Còn cái máy bơm nước thì nó cũng giảm đi rất đáng kể, giống như các bạn nhìn trên không mặt hình, từ trên 1A mà giảm đi 0.7A. Bởi vì cái dòng nó đã đi qua như vậy rồi thì nó giảm xuống thì chắc chắn là trên công tơ sẽ vòng quay công tơ sẽ giảm, sẽ chậm lại. Đây là cái điều chắc chắn. Để hôm nào mình có thời gian thì mình sẽ đo bằng công tơ luôn. Đây có sẵn cái công tơ đây rồi. Thì có sơ đồ ở cuối, tức là mình lắp hai con tụ, một con 4 microfarad hoặc là 5 microfarad và một con 16 microfarad. Và các bạn sẽ áp dụng cho các động cơ và có công suất như sau. Cái loại 5 microfarad thì mình đã có hai nấc, hai công tắc. Một công tắc bật về phía một công tắc thì bật về phía 5 microfarad. Cái công tắc này mình đưa sơ đồ lên luôn, hoặc là bạn lấy công tắc nào cũng được, nhưng mà cái dòng tụ nó mạnh thì các bạn cố gắng lấy công tắc có cái càng to càng tốt. Đấy. Thì các bạn sẽ gạt một nấc về 5 microfarad để sử dụng cho tải 120W đến 150W và 200W. Một nấc khác các bạn sẽ gạt một phát về nấc gọi là về con tụ 16 microfarad, nhưng nó lại nối song song với con tụ 5 microfarad, thành ra là lúc này là 20 microfarad. Và như vậy sẽ là để sử dụng cho tải từ 300W cho đến 500W, 1000W. Đó là cái động cơ vừa rồi để mình thử, hoặc là motor to hơn nữa, nó sẽ có cái tác dụng rõ ràng và trông thấy để đỡ tốn điện. Còn cái chuyện mà các bạn dùng không đúng mục đích, bây giờ một cái động cơ mới tinh mà các bạn lắp tụ bù vào thì đó là một cái sai lầm cực kỳ lớn luôn. Như vậy là làm cho nó tốn thêm điện, chứ không phải là làm cho nó giảm bớt điện đi. Bởi vì chính cái thằng này chạy không tải cũng đã tốn 0.95A rồi. Như vậy là tốn tương đối nhiều, nhưng mà nó sẽ bù trừ cho những cái động cơ long sòng sọc, yếu kém hoặc là đã quá cũ. Dùng mà gọi là kem bảo hành đã rách thì dùng lại nó lại có tác dụng ngược lại. Chính vì lý do này nên mình mới nói là nó chỉ đúng một nửa và 50% hoặc là 30%. Mình sẽ có thời gian và thử thêm và đăng video cho các bạn xem, và nó sẽ nói thêm về vấn đề này.
Có gì thắc mắc thì các bạn cứ hỏi và bình luận trò chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.